Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2020 là thứ tư tại Hoa Kỳ và thường đang ở Cali Và hôm nay chúng ta có rất nhiều những cái tài liệu nổi bật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Trong đó chúng ta sẽ trước hết nói tới thị trường tài chính nói chung Và sau đó chúng ta sẽ nói tới những tin tức liên quan tới công ty Gilead Science Cũng như là chúng ta sẽ nói tới quyết định của Cục Dự trữ Liên bang ngày hôm nay về lãi suất là ra sao Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã đoán được và kế tiếp các bạn thấy được là một trong những cái điều mà làm cho nhiều bạn phấn khởi bây giờ đó chính là cái giá của Bitcoin đột ngột tăng trưởng Các bạn thấy được là chỉ trong một tiếng đồng hồ vừa qua Mà giá Bitcoin đã từ cái mức là 8.900 đô Mà đi lên tới cái mức là 9.230 Bây giờ ở mức là 9.151 Thì chúng ta sẽ nói tới Bitcoin một lát nữa Và chúng ta cũng sẽ nói tới Ethereum Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết Thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển thì trở lại chúng ta hãy bắt đầu với lại tổng quát thị trường tài chính hôm nay là như thế nào thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ thì chỉ số Dow Jones hôm nay đã tăng lên 2,21%, chỉ số S&P 500 hôm nay tăng 2,66% và chỉ số Nasdaq ngày hôm nay đã tăng 3,57%. Và chúng ta nhìn vào ngày mai thì sẽ ra sao thì các bạn thấy được là cái premarket, các cái hợp đồng tương lai thì Dow Future bây giờ là tăng 0,33%, S&P Future là tăng 0,32% và Nasdaq future là tăng 0,61% và nếu như cứ tiếp tục thì ngày mai các bạn thấy là sẽ là một ngày mà thị trường lại sẽ tiếp tục tăng trưởng nữa. Nếu như mà chúng ta nhìn vào các chỉ số của châu Á thì ra sao? Thì các bạn thấy là toàn một màu xanh chỉ số Nikkei của Nhật Bản bây giờ là tăng 2,58%, chỉ số Shanghai của Thượng Hải là tăng 1,3%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông là tăng 0,28%. Còn nói về dầu thì các bạn thấy được là dầu ở cái mức là 17 đô lẻ 5 sen cho một thùng dầu đó chính là cái giá hợp đồng tương lai tháng 6 của WTI thì các bạn thấy được là dầu bây giờ coi như là cũng có một cái sự tiến triển tốt đẹp hơn tại vì cách đây chỉ có hai ngày đột ngột giá dầu đã đi xuống tới cái mức chỉ còn có 10 đô la cho một thùng dầu đó chính là cái giá hợp đồng tương lai tháng 6 này thì tình trạng đó làm cho nhiều người rất là lo ngại tại vì cứ tiếp tục thì chúng ta có thể thấy được là cái giá hợp đồng tương lai dầu trong tháng 6 lại sẽ kết thúc ở con số âm nhưng mà bây giờ thì ít ra cái thị trường cũng đã lạc quan hơn nhưng mà một lát nữa chúng ta cũng sẽ nói tới là thị trường có nên lạc quan hay là không tại vì tình hình bây giờ có thể nói là đỡ hơn cách đây vài tuần nhưng mà cũng không có phải là hoàn toàn hồi phục nhưng mà các bạn thấy là hầu như các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán không có còn quan tâm tới nhiều cái tin tức xấu. Tất cả mọi người đều rất là phấn khởi và những tin tức tốt được đưa ra và có rất nhiều hy vọng là cái đợt mở cửa trở lại. Cái đợt mà khởi động nền kinh tế trở lại này sẽ mang tới nhiều lợi nhuận cho nên các bạn thấy là chỉ số chứng khoán lại tăng lên liên tục, dầu cũng đã tăng và không những là dầu các bạn thấy là vàng ngày hôm nay thì cũng đã tăng 0,81% ở cái mức là 1727. Thì tuy hôm nay các bạn thấy là cái giá vàng tăng 1727 đô cho một ounce vàng nhưng mà trong vòng các bạn thấy là 5 ngày qua thì cái giá này cũng không có cái sự tiến triển nhiều. Chúng ta thấy là cách đây 2 ngày thì so với cái giá lúc đó với cái giá bây giờ thì cũng gần như là tương tự với nhau. Không có cái sự tăng trưởng mạnh như là chúng ta thấy với cái thị trường Bitcoin bây giờ đã ở cái mức là 9171 đô. Thì chúng ta sẽ trở lại nói về Bitcoin một lát nữa nhưng mà chúng ta sẽ nói tới những cái tin tức liên quan tới mà tại sao mà các nhà đầu tư trong thị trường chứng khoán hôm nay là rất là phấn khởi và có nhiều hy vọng cho nên giá đã tăng lên mạnh. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói tới tin tức liên quan tới Gilead Science. Thứ nhì chúng ta sẽ nói tới là liên quan tới cái quyết định của Cục Dự trữ Liên bang về lãi suất Và thứ ba chúng ta sẽ nói tới thu nhập của một số công ty đã làm cho nhiều nhà đầu tư phấn khởi. Thì tin tức đầu tiên mà nhiều nhà đầu tư quan tâm tới nhất đó chính là tin tức tốt được đưa ra từ công ty Gilead Sciences thì có thể nhiều bạn cũng đang nhớ là cách đây khoảng chừng là hai tuần chúng ta chia sẻ những tin tức liên quan tới công ty Gilead Sciences là họ đang thử nghiệm một cái thuốc antiviral cũng như là cái thuốc chống virus để mà khống chế dịch bệnh thì đây là một điều là rất là quan trọng chúng ta sẽ không nói tới chi tiết là cái thuốc này là hoạt động như thế nào và những chi tiết liên quan đến thử nghiệm nhưng mà nói chung thì sau khi mà thử nghiệm vài tuần thử nghiệm 800 bệnh nhân thì đã có một cái tiến triển tốt Dựa theo tin tức được đưa ra thì công ty Gilead nói là 50% của những người mà sử dụng thuốc 5 ngày liên tục thì đã có cái dấu hiệu là hồi phục. Điều này cũng đã đủ làm cho thị trường chứng khoán rất là sôi động. Thị trường chứng khoán bây giờ rất là quan tâm đến việc là chừng nào thì thị trường mới hồi phục lại, chừng nào nền kinh tế mới hồi phục lại. Bây giờ thì chúng ta thấy đã có một số những tiểu bang ở Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa cho người dân đi làm trở lại và không chỉ riêng là Hoa Kỳ các bạn thấy là thế giới bây giờ đã từ từ mở cửa để cho người dân kinh doanh trở lại. Nhưng mà một trong những điều mà nhiều người vẫn còn đang lo ngại là mở cửa để mà kinh doanh nếu như mà dịch bệnh lại bùng phát nữa thì sẽ tính như thế nào, thiệt hại sẽ ra sao. Thì một trong những điều mà nhiều người lo sợ là tại vì chúng ta bây giờ vẫn chưa có cái thuốc để mà khống chế dịch bệnh này. Nếu chúng ta chờ vắc xin thì chúng ta phải chờ tới 12 tháng hoặc là 18 tháng thì mới có vắc xin, đã quá lâu, vắc xin đó là cho năm sau chứ không phải là cho năm nay. Điều quan trọng là cần phải mở cửa nền kinh tế trở lại, tại vì những cái nỗ lực được đưa ra từ cục dự trữ liên bang cũng như là được đưa ra bởi chính phủ Hoa Kỳ cái tác dụng càng ngày càng ít đi chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa và nhiều người thì hy vọng là chúng ta một là có một cái thuốc nào mà đang có sẵn trên thị trường mà có thể khống chế được dịch bệnh còn hai là một công ty nào đó chế tạo một cái thuốc để mà khống chế được dịch bệnh thì hôm nay chúng ta nhận được tin là công ty julia sciences đã có những dấu hiệu tốt là họ đã đi đúng đường hy vọng là sẽ có cái thuốc để mà chống lại dịch bệnh trong thời gian gần đây bạn cũng đã hiểu được là thị trường chứng khoán rất là hoan nghênh cái tin tức này như thế nào Điều thứ nhì nữa là các bạn thấy là nhiều nhà đầu tư thì biết là cái quý 1 này các công ty khi mà họ khai báo lời lỗ thì phần lớn sẽ là lỗ. Nhưng mà có nhiều công ty lỗ mà không có lỗ nhiều như là nhiều người tưởng tượng. Hoặc là thậm chí là có những công ty lớn như chúng ta thấy được là công ty Facebook và công ty Microsoft. Thì công ty Facebook sau khi mà thấy có cái sự giảm xuống về việc là người ta đặt quảng cáo trên Facebook thì nói là bây giờ trong vòng 3 tuần qua thì đã thấy được là cái sự ổn định lại trong việc thu nhập khi mà họ bán những quảng cáo trên Facebook Điều này làm cho nhiều nhà đầu tư có lòng tin hơn Và công ty Microsoft thì nói là trong cái quý 1 này họ cũng kiếm được rất nhiều tiền Tại vì họ bán những cái cloud computing Chúng mình thấy được là khi mà mọi người bây giờ bắt đầu làm ở nhà Thì cần rất là nhiều những cái nền tảng như là cloud computing Hay là những công ty mà cho người ta họp qua mạng như là công ty Zoom Cho nên những công ty đó thì cũng có được những cái sự đột phá Khi mà chúng ta nói tới là thu nhập Cho nên không phải công ty nào cũng xấu và hôm nay nhận được tin tức liên quan tới Facebook và Microsoft thì đã làm cho rất nhiều nhà đầu tư phấn khởi hơn. Đây cũng là một yếu tố dẫn đến cái sự tăng giá ngày hôm nay. Và cái tin tức thứ ba này chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang. Thì Cục Dự trữ Liên bang của Hoa Kỳ Fed đã ra cái quyết định hôm nay trong cuộc họp. Các bạn nghĩ là quyết định đó là quyết định gì? Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng có thể đoán được. Đó chính là giữ lãi suất không thay đổi. Đây cũng là điều mà chúng ta đã nói tới rất nhiều ngày hôm qua. Hầu như là không có ai nghĩ là cục dự liên bang sẽ tăng hay giảm lãi suất giữ lãi suất ngay một chỗ đó chính là điều mà cục dự liên bang đã làm cho nên bây giờ mọi người cũng đã biết được là ít ra trong thời gian tới đây sẽ không có nhiều cái sự thay đổi liên quan tới lãi suất đưa ra từ cục dự trữ liên bang nhưng mà không phải là cái tài liệu nào cũng tốt cho bạn thấy được là chúng ta vẫn có những tài liệu xấu ở trên thị trường hiện tại như là ngày mai thì nhiều người tin là ngày mai cái số lượng người mà thống kê thất nghiệp trong tuần vừa rồi là sẽ lên tới là 3,5 triệu người Nếu như đó là sự thật thì trong vòng chỉ có 6 tuần Cái số lượng người mà khai thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã lên tới 30 triệu người 30 triệu người khai thất nghiệp Cộng vào đó các bạn thấy được là những công ty lớn thì vẫn còn đang lỗ lã Những công ty nhỏ thì lại càng lỗ lã nhiều hơn Như vậy thì tại sao chúng ta thấy được là cái giá cổ phiếu lại tăng lên Thật ra trong cái tháng này chỉ số S&P 500 đã tăng lên 13% Có cái số phần trăm tăng nhiều nhất từ năm 1974 cho tới bây giờ. Các bạn hãy suy nghĩ một chút, chỉ trong cái tháng này, trong lúc mà chúng ta đang đối diện với lại cái đại dịch thì chỉ số S&P 500 tăng 13%, tăng cao nhất cho một tháng từ năm 1974 cho tới bây giờ. Trong khi mà thất nghiệp có thể lên tới cái mức là 30 triệu người thất nghiệp. Bây giờ thống kê chính xác là 26 triệu, nhưng mà ngày mai sau khi tin tức đưa ra thì có thể lên tới là 30 triệu. Và công ty bây giờ thì vẫn còn đang lỗ lã nhưng mà cổ phiếu đều tăng lên khiến cho các bạn thấy là cái sự kết nối giữa cái giá cổ phiếu với lại sự thật nền kinh tế như thế nào thì cái kết nối đó hầu như đã không còn tại vì giá cổ phiếu thì đáng lý đâu là phải dựa theo cái thu nhập của công ty và đặc biệt là các nhà đầu tư nghĩ là trong thời gian tới đây công ty thu nhập sẽ ra sao và bây giờ thường nghĩ là không có nhiều những cái nhà đầu tư nghĩ là thu nhập của những nơi vui chơi của những cái du thuyền khách sạn sẽ tiến triển tốt. Nhưng mà các bạn thấy là trong vòng hai ba ngày qua thì chúng ta vẫn thấy cổ phiếu của những cái công ty trong các lĩnh vực đó tăng lên. Đây là một điều mình thì muốn chia sẻ với các bạn. Ngoài ra thì các bạn thấy được là trong cái tình hình này, tuy là chúng ta thấy là cục dự trữ liên bang giữ dư lãi suất là gần 0%, thì có ý nghĩa như thế nào đối với một người bình thường? thì các bạn thấy là cái ý nghĩa đối với bình thường thì cũng khá lớn. Điều đầu tiên các bạn cần nên biết là cái lãi suất mà cục dự trữ liên bang quản lý không phải là cái lãi suất mà ngân hàng cho các bạn mượn ở Hoa Kỳ. Khi mà cục dự trữ liên bang quản lý lãi suất đó chính là cái lãi suất mà họ cho cái ngân hàng mượn qua đêm. Nhưng mà vẫn có sự ảnh hưởng gián tiếp, có nghĩa là họ cho các ngân hàng mượn qua đêm lãi suất thấp thì ngược lại lãi suất các bạn mượn ngân hàng cũng sẽ thấp hơn. Đó là cái sự liên kết giữa hai cái này. Cái đó là một cái sự liên kết gián tiếp chứ không phải là trực tiếp. Đây là một điều mà nhiều bạn vẫn đang lầm lẫn là cái lãi suất 0% là lãi suất mà các bạn có thể mượn được từ ngân hàng. Đó không đúng. Bây giờ các bạn mượn ngân hàng mà mua nhà 30 năm thì cũng khoảng là trung bình là 3,25% tới 3,5% một năm khi các bạn mượn tiền mua nhà. Nếu như mà các bạn có điểm tín dụng tốt thì đây là cái điểm kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái đợt dịch bệnh này cũng như là những cái đợt khủng hoảng trước đây sau khi mà khủng hoảng thì cái điều chúng ta thấy ở đây là người giàu sẽ càng giàu hơn, người nghèo sẽ càng nghèo hơn. Tại sao? Để thương cho các bạn hai ví dụ. Chúng ta nói tới cái ví dụ liên quan tới giảm lãi suất thì khi mà các ngân hàng giảm lãi suất thì không phải ai cũng có thể là được cái lợi trong giảm lãi suất này. Các bạn nghĩ là lãi suất thấp thì mọi người có thể mượn tiền với cái giá thấp nhưng mà cái chữ mọi người đó là không đúng. Tại vì những người nào mà có thể mượn được tiền lãi suất thấp là những người mà có công an việc làm chứ không phải là những người mà thất nghiệp bây giờ. Những người mà có cái điểm lý lịch credit tốt có nghĩa là cái điểm tín dụng tốt cho nên các bạn nghĩ là ai bây giờ vẫn còn có công việc làm mà có cái điểm lý lịch tốt từ trước tới, tới bây giờ phần lớn là những người mà có tiền cho nên họ là những người mà có thể mượn được cái số tiền với lại cái lãi suất thấp bây giờ và khi mà chúng ta đang trong cái tình hình khủng hoảng thì các bạn thấy được là những người bình thường thì họ lo để mà kiếm sống, họ đang coi coi là làm sao để có thể là có tiền để mà trả tiền nhà, trả tiền ăn, trả tiền uống tháng này, chứ không phải là họ lo tới là bây giờ cần mua cổ phiếu gì, cần mua những cái tài sản gì. Nhưng mà ngược lại các bạn thấy là khi mà khủng hoảng xảy ra, các giá cổ phiếu, các giá tài sản đi xuống thì những người giàu là những người mà họ có tiền mặt sẵn cho nên họ sẽ có thể là nắm được thời cơ này để mà kiếm được lợi nhuận. Điều này cũng không có gì gọi là đúng hay là không có gì gọi là sai. Đây chỉ là một điều mình không muốn chia sẻ với các bạn là mỗi lần mà chúng ta thấy được một khủng hoảng xảy ra thì sau khủng hoảng người giàu lại sẽ càng giàu hơn và người nghèo lại sẽ càng nghèo hơn. Lãi suất thì thấp nhưng mà chỉ có những người mà có lý lịch tốt, có điểm credit tốt thì mới có thể là mượn được tiền với lãi suất thấp. Những người nào mà có cái lý lịch không tốt hay là họ có những cái chương mục tín dụng mà có cái số tiền thấp thì bây giờ nhiều ngân hàng sẽ đóng lại những cái thẻ tín dụng đó không cho họ xài. Tại vì ngân hàng sợ là những người đó là những người mà có nguy cơ không trả được tiền lãi, không trả được nợ. Và đây chính là cái tình hình chung của tài chính ngày hôm nay thì chúng ta hãy nhìn vào một cái thị trường khác đó chính là thị trường bịch khôi các bạn thấy được là bây giờ giá bitcoin là 9 237 thì nhiều bạn thôi thường là tại sao bitcoin tăng ngày hôm nay tôi nghĩ là không có gì khác hơn là bây giờ là mọi người đều đang nhìn vào tài liệu liên quan tới bitcoin halving bây giờ các bạn thấy đây chỉ còn có 12 ngày nữa là bitcoin halving sẽ xảy ra chúng ta đã nói tới rất nhiều về bitcoin halving là gì và tại sao mà lại quan trọng và những gì mà các bạn À, có thể thấy trong cái đợt bitcoin halving này, thường đã chia sẻ trong những video gần đây. ngày hôm nay thường có chia sẻ một cái thuyết như là một cái bài post ở trên facebook, thì thường nói là chỉ còn 12 ngày nữa là tới ngày bitcoin halving của bitcoin hồi sáng này là 8 61 các bạn thấy được là chỉ hồi sáng này cho tới bây giờ mà giá đã thay đổi rất là nhiều. bây giờ các bạn thấy là đã tới cái mức là 9.000 đô. thì từ cái mức 8.361 này tới cái mức mà chuẩn đoán giá trong cái video 371 hồi tháng 6 năm 2019 thì phần trăm bitcoin cần phải tăng để đạt được cái mức 9.461 đó chính là 12% nhưng mà bây giờ các bạn thấy là với cái giá bitcoin là 9.155 thì chúng ta chỉ cần có là 0 tới 5% nữa là có thể đạt được cái mức là 9.461 các bạn nghĩ là cái giá ở ngày halving là bao nhiêu các bạn hãy comment ở phía dưới một tin tức khác tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới thị trường crypto đó chính là liên quan tới ethereum thì đây là một tin tức liên quan tới một cái quận ở thành phố thâm quyến thì ở thành phố thâm quyến là trong một cái phiên tòa thì ethereum đã được cái phiên tòa ở trung quốc ở thành phố thâm quyến này được công nhận là một tài sản thì các bạn có thể đọc những tin tức chi tiết hơn nhưng mà để nói đơn giản thì có hai người kiện tụng với nhau là một người là ăn cắp ethereum của người kia thì bây giờ kiện ra tòa thì quan tòa nói là cái người mà ăn cắp ethereum là có tội tại vì Ethereum được coi như là một tài sản Ethereum có giá trị Cho nên ăn cắp Ethereum là phạm tội Đó là đơn giản về cái cuộc kiện tụng này Và đó là quyết định của quan tòa Thì các bạn thấy được là đây không phải là cái lần đầu tiên Mà một cái quan tòa ở Thâm quyến đưa ra cái quyết định là tiền kỹ được số là một tài sản Như bạn có nên nhớ là cái đây rất là lâu Năm 2018 Đây là cái bài viết hồi tháng 10 năm 2018 Thì cũng có một cái vụ tương tự Thì cuối cùng cái quan tòa ở tham quyến cũng đã ra quyết định là bitcoin là một cái tài sản cho nên hoàn toàn là được luật pháp bảo vệ điều này có nghĩa là sao thì một số điều các bạn cần nên biết ở đây là điều này có nghĩa là những người ở trung quốc họ hoàn toàn có thể là lưu trữ và gửi bitcoin và ethereum bitcoin và ethereum được coi như là một tài sản cũng như là những tài sản khác và sẽ được luật pháp bảo vệ theo luật tài sản ngoại trừ điều đó ra thì cũng không nói lên được gì nhiều các bạn thấy được là Bitcoin và Ethereum vẫn không được công nhận là một phương tiện thanh toán hợp pháp ở Trung Quốc Nhưng mà ít ra cũng được coi như là một tài sản Nhưng mà còn một điều nữa là trước khi mà các bạn đưa ra cái ý nghĩ là Trung Quốc bây giờ công nhận Bitcoin và Ethereum là tài sản Thì cũng không hẳn là đúng tại vì đây chỉ là một cái phiên tòa ở Thâm quyến Và phiên tòa mà chúng ta nói tới liên quan tới cái tài liệu của Ethereum này với lại cái phiên tòa của Bitcoin là hai phiên tòa khác nhau Tuy nhiên cái hai đều ở thành phố Thâm Quyến và hai phiên tòa này là không có đại diện cho cả nước Trung Quốc Đó là điều mà các bạn cần biết Và đây là tất cả những gì mình Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và nếu như mà các bạn muốn ủng hộ Thuận Capital, các bạn có thể tham gia vào các sàn giao dịch. Cái link sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Và các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn FX và sàn Bybit. Thì chơi margin, các bạn có cơ hội lợi nhuận cao nhưng mà rủi ro cũng rất là cao các bạn có thể long đánh lên hay là các bạn có thể short đánh xuống tuy nhiên chơi margin có rất nhiều rủi ro cho nên không phù hợp với những bạn mới chỉ thích hợp với những bạn nào mà có kinh nghiệm trading và nếu như mà các bạn tham gia sàn napex, thì các bạn có thể bấm vào cái nút tham gia sàn margin napex để mà đăng ký sau khi đăng ký thành công các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để mà tham gia vào nhóm hỗ trợ Telegram để được nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí về sàn Bybit thì các bạn thấy là các bạn có thể tham gia sàn Bybit bằng cách bấm vào cái nút tham gia sàn thông qua cái link ở phía dưới video này và có nhiều bạn hỏi thường là cái sàn Bybit này thì nạp như thế nào, rút như thế nào và hoạt động ra sao thì thật ra bây giờ thường không có nhóm hỗ trợ sàn Bybit nhưng mà sàn Bybit thì có một cái group Telegram Việt Nam các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để mà nhận hỗ trợ từ cái group Bybit Việt Nam nhưng mà đây không phải là cái group của Thuận Capital đây là cái group được tạo ra bởi sàn và bây giờ thì sàn Bybit đang có một cái trading competition thì nếu các bạn muốn tham gia cái link cũng sẽ nằm ở trên màn hình các bạn thấy được là các bạn có thể tham gia từ ngày 30 tháng 4 tới ngày 7 tây tháng 5 và nếu các bạn tham gia vào cái trading competition này các bạn deposit ít nhất là 0,05 BTC thì các bạn sẽ được tặng thêm 15 đô la và 15 đô la này là khác biệt không phải là 15 đô la trong cái số 20 đô la mà các bạn được tặng khi mà bạn đăng ký bình thường các bạn có thể được tặng 20 đô la sau khi đăng ký bình thường và nếu như các bạn tham gia cái cuộc thi trading này các bạn sẽ được tặng thêm 15 đô la các bạn có thể bấm tìm hiểu thêm để các bạn biết thêm những chi tiết những chi tiết này những chi tiết tham gia competition như thế nào là bằng tiếng Việt sau khi các bạn đọc thêm chi tiết mà muốn tham gia thì cứ bấm vào register now nếu như mà các bạn muốn giao dịch all coin các bạn có thể tham gia sàn binance tham gia thông qua liên thông capital thì các bạn có thể được giảm 10% phí giao dịch sau khi mà giao dịch thì sàn sẽ trả lại 10% vào trong ví của các bạn và ba sàn mới đây là ba sàn của quốc tế nếu như bạn là người ở Hoa Kỳ thì bạn có thể tham gia sàn Coinbase link cũng sẽ nằm ở phía dưới video này và thôi xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn